ai tránh xa tôi ra. Cô còn loanh quanh tôi tát chết cha cô nha. Corona cô không khác chỉ con ma. Cô phảng phất ở khắp mọi nhà. Tôi đã nói rồi là tôi không thích cô. Từ ngày cô xuất hiện tôi toàn ăn sắn với ngô. Cô là ẩn số mà chưa bao giờ xuất hiện. Đến ngô tất tối tầm giờ sống lại thì ca này cũng tắt điện. Tôi không biết là cô đẹp đến cỡ nào, nhưng hễ nhắc đến tên cô là cả thế giới phải thét gào. Cô lượn lờ thì không khác gì hồn ma. Hễ ai có sức hút cô lại chui vào phổi người ta. À ừ, cô là người nổi tiếng, tên cô được sướng lên trên truyền hình cả tiếng. Cô được săn đón và cô được cách ly, ai cũng phát sốt dù cho cô nhỏ tí ti. Chân dài người ta cặp với đại gia, nhưng riêng với cô chẳng ca nào cô tha. Anti fan có mặt khắp quốc gia, nên là tôi nhắc lại cô hãy tránh xa tôi ra. Này cô tệ quá thôi. Bố cô là người Trung, sinh ra tại Vũ Hán, tên Việt gọi là gia đình nổi tiếng, có con em là Sát. Nó tung hoành tứ phương với cái lở toàn cát. Xuất hiện ở đâu là ở đó có người. Từ rocker cho đến danh hài là không ai dám đứng cười. Nếu anh nào muốn hay ho chắc chắn phải cặp với cô. Còn lỡ biến thành ra trò chắc bạn đã tới số. Trứng dáng cần trứng bắp gọi là ngô. Ho cộng với sốt tất cả là tại cô. Nhân viên tay vịn phải nghỉ đi bán vé số. Còn nghệ sĩ phải ở nhà vì bị cô tới cướp xô. Dân chúng khắp nơi phải đều xô đi tích mì. Mới chặt chân có một tí mà đã chẳng còn một thứ gì. Mở mồm ra là nói yếu mình, khiến mình ho sưng cả phổi, vậy là ghét mình rồi. Cô tệ quá thôi. Tôi tát chết cha cô nha. Corona cô không khác chỉ con ma. Cô phản vận ở khắp mọi nhà. Corona cô ai tránh xa tôi ra. Cô còn loanh quanh tôi tát chết cha cô nha. Corona cô không khác chỉ con ma. Cô phản vận ở khắp mọi nhà.